Gần 1.000 trẻ em Ukraine chết hoặc bị thương. Ít nhất 972 trẻ em ở Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương do bạo lực kể từ khi chiến tranh leo thang gần 6 tháng qua. Trung bình hơn 5 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương mỗi ngày. Tuy nhiên, đây chỉ là những con số mà Liên Hiệp Quốc có thể xác minh. Con số thực tế còn cao hơn nhiều. Tổng giám đốc của UNICEF Catherine đã đưa ra tuyên bố hôm 22 tháng 8, gần 6 tháng kể từ khi chiến tranh nổ ra tại Ukraine, rằng việc sử dụng vũ khí nổ là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp tử vong ở trẻ em. Những vũ khí này không phân biệt dân thường và binh lính, đặc biệt là khi được sử dụng trong các khu vực đông dân cư như đã xảy ra ở Ukraine, tại Mariupol, Luhansk, Kremenchuk và Vinnytsia. Tổng giám đốc UNICEF nói rằng, như trong tất cả các cuộc chiến, những quyết định liều lĩnh của người lớn dẫn đến nguy hiểm cực độ đối với trẻ em, và không có vũ khí nào không liên quan đến vết thương của trẻ em. Trong đó, ngoài sự khủng khiếp của những đứa trẻ bị giết hoặc bị thương trong các vụ tấn công, hầu hết tất cả trẻ em ở Ukraine đã phải trải qua những sự kiện đau buồn cực độ, và những đứa trẻ chạy trốn khỏi bạo lực có nguy cơ bị chia cắt khỏi gia đình, bị bạo lực, lạm dụng, khai thác tình dục và buôn người. Bà Catherine đưa ra lời tuyên bố khi năm học mới bắt đầu. Bà nói, đây là một lời nhắc nhở rõ ràng về việc trẻ em Ukraine đã mất mát nhiều như thế nào. Hệ thống trường học của Ukraine đã bị tàn phá bởi sự leo thang của các hành động bạo lực trên khắp đất nước. Trường học đã bị các bên nhắm mục tiêu hoặc sử dụng, dẫn đến các gia đình không cảm thấy an toàn khi gửi con cái đến trường. Theo ước tính của UNICEF, cứ 10 trường học thì có một trường bị hư hại hoặc phá hủy. UNICEF lặp lại lời khẳng định tất cả trẻ em cần được đến trường và học tập, kể cả những trẻ em liên quan đến các trường hợp khẩn cấp, trẻ em ở Ukraine và những trẻ phải di tản vì chiến tranh cũng không ngoại lệ. Với mục đích vì trẻ em, UNICEF tiếp tục kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine và để tất cả trẻ em được bảo vệ khỏi bạo lực. Điều này bao gồm việc chấm dứt sử dụng vũ khí nổ trong các khu vực đông dân cư và các cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự và cơ sở hạ tầng. Hơn bất cứ điều gì khác, trẻ em Ukraine cần hòa bình.